Chào các bạn, trong buổi sáng hôm nay thì nhân tiện các bạn có nhắn tin hỏi tôi rằng là thầy có đi bốc bát hương giúp mọi người không ạ? Thì nhân tiện tôi làm video để mà chia sẻ với các bạn. Thì từ khi mà đi làm phong thủy thế này thì tôi chưa từng bốc bát hương cho một nhà ấy cả, ngoại trừ gia đình của mình nhá, trong nhà mình thì không nói. Đấy, cũng đi làm phong thủy cũng rất là nhiều, nhưng mà cũng có nhiều người hỏi là thầy có cúng không? Đấy, ví dụ như là khi mà đi xem những ngôi nhà động thổ ấy, thì người ta hỏi rằng là thầy có đến cúng động thổ giúp em được không? Đấy, hoặc là thầy có đến bốc bát thần tài hộ em được không? Đấy. Hoặc là thầy có đến để mà cúng nhập trạch được không? Thì tất cả những cái này thì tôi đều từ chối hết. Và tôi đưa ra cho họ một cái lời khuyên, đó là bạn hãy tự làm được, tôi sẽ hướng dẫn. Thực ra bấy lâu nay thì đơn giản nói ngay như cái việc mà bốc bát hương chẳng hạn, đúng không ạ? Thì cứ nhiều người cứ nghĩ rằng là phải là thầy thì mới bốc được bát hương. Thực ra là không phải như vậy. Bản thân bạn, chính bạn bốc bát hương cho gia đình của bạn là tốt nhất. Đấy, không phải là tự nhiên tôi nói như vậy, bởi vì bản thân gia tiên nhà bạn cũng rất là mong muốn là bạn là người bốc bát hương. Đấy, còn tại sao tôi nói như vậy, tôi đã có những cái thực nghiệm cũng như là có những cái kiểm chứng để tôi mới nói như vậy. Đấy, nhà bạn thì bạn nên làm, đấy không phải là bạn nhờ thầy nào cả. Bởi vì thực tế thì khi mà đi làm phong thủy thì tôi đã đến tư vấn rất là nhiều nhà, và cũng nhiều người ấy, họ cũng mời thầy cúng đến bốc ấy, thậm chí là bốc không đúng. Và bạn phải hiểu là bản thân cái người bốc bát hương ấy, mà tâm của họ mà không tốt, có khi họ bốc bát hương họ nghĩ là hôm nay không biết là gia chủ này làm phong bì cho tôi bao nhiêu tiền nhỉ? Hoặc là không biết là bốc nhà này đi làm nhà sau thì như thế nào nhỉ. Có nghĩa là họ khi mà họ làm ấy, mà cái tâm của họ ấy, mà không sáng ấy, cái tâm của họ không đặt tâm vào cái việc bốc bát hương ấy, thì nó không có tác dụng, không có kết quả gì. Tôi muốn chia sẻ thật với các bạn như vậy. Chưa kể là các thầy là cứ tư vấn, là có những thầy là cho cả trầu cầu bát hương thì nó không có cái tác dụng để mà kết nối tâm linh. Đấy, không có tác dụng. Đấy, không phải là cứ là thầy là người ta bốc đúng đâu các bạn ạ. Nên các bạn đừng đặt ra một cái niềm tin là thầy thì sẽ bốc đúng. Không phải như vậy. Đấy, không phải thầy nào cũng đúng. Đúng hay không là phải theo một cái quy chuẩn. Đấy, và có công cụ để mà kiểm tra được sau khi bốc bát hương là gia tiên có về đấy không. Có thể là bạn không tin một cái điều này, tuy nhiên là trong những video sau thì tôi sẽ làm những video để mà chia sẻ thực tế với các bạn là chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra được cái vấn đề bốc bát hương là đúng hay là sai thông qua công cụ tầm long. Có thể đo được các bạn nhé. Ví dụ như là có thể đo được xem là cái trục linh nhà bạn khi bốc bát hương xong nó sẽ có một cái trục linh. Đấy, ví dụ như bát kiểm tra bát hương gia tiên này, bát hương thần linh thổ công này, bát hương bà cô này, đều có thể kiểm tra được là cái việc bốc có đúng hay không. Đều có thể kiểm tra được hết. Tôi sẽ làm rất là nhiều video sau để mà chia sẻ với các bạn hiểu hơn về cái vấn đề này. Nhưng mà quay trở lại cái vấn đề bốc bát hương thì tôi vẫn khuyên thật là bạn nên bốc bát hương. Và bốc như nào thì trong những video sau thì tôi sẽ làm luôn cái video thực tế ở nhà tôi bốc bát hương. Đấy, tôi sẽ làm thực tế luôn. Đấy, bởi vì mấy hôm nay cũng rất là bận trong quá trình sửa nhà, thì tôi đợi đến khi mà nhà hoàn thành xong trong một vài ngày nữa thì tôi sẽ làm trực tiếp bốc bát hương tại nhà tôi luôn. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cách bốc cũng như là quy trình bốc như nào. Đấy, cũng như là vấn đề về cúng động thổ này, hoặc là nhập trạch này, bản thân bạn cũng có thể làm được. Đấy, chỉ cần cho bạn cung cấp cho bạn một cái bài khấn thôi. Một cái bài khấn là các bạn có thể tự khấn được. Không có gì là cao siêu, không có gì là huyền bí ở đây cả. Bản thân bạn tự làm được hết những cái vấn đề này mà không phải nhờ một ai cả. Đấy, và tôi cũng chưa từng bốc bát hương cho một nhà nào ngoại trừ nhà tôi. Nhà mình thì mình phải tự bốc lấy, đúng không ạ? Đấy, thì nhân tiện có bạn có một câu hỏi như vậy thì tôi làm video luôn để mà trả lời cho các bạn, giải đáp cho các bạn. Nếu bạn nào cần những cái bài cúng về bốc bát hương, nhập trạch, hoặc là những cái bài cúng về thần tài thổ địa, thì cũng có thể là bạn nhắn tin qua số Zalo của tôi thì tôi sẽ gửi cho các bạn. Các bạn có thể là tự làm được nhá, tự làm được hết các bạn. Đấy, thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian để mà theo dõi video trong ngày hôm nay, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.